Chào Hoàng, hôm nay chúng ta ghé khu vực Cát Lái nha. Đây là một chiếc tàu container Kota Niba. Một chiếc tàu container được đóng vào mùng 1 năm trước Hoàng. Chiếc tàu này có chiều dài là 179 m và chiều rộng là 27,6 m. Đây là một chiếc tàu hoạt động dưới cờ của Singapore nha. Tàu rất là lớn các bạn, có trọng tải 26.000 tấn và nó đang đi qua một chiếc xuồng, một chiếc ghe nhỏ đang hoạt động đánh cá trên sông nha các bạn. Một hình ảnh rất là tương phản. Kota này có thể chở được 1810 TEU và hiện giờ nó chở rất là nhiều container vào cảng Cát Lái. Hiện giờ mức nước của nó được báo cáo là 10 mét. Ngoài trời phía trước nó chạy nó qua dẫn sóng nó ghê. Đây là một chiếc tàu container có tuổi đời 11 tuổi nha. Một chiếc thuyền đánh cá, tàu container đang đi qua các bạn. Tàu này ở trên con nó tích hợp hai cái cầu. Trời mũi lê nó giờ nó đang cháy chậm lên nha, và bên chúng ta thấy cái mũi lê nó rất là rõ các bạn. Một chiếc xà lan chở dầu. Không, đây là một chiếc xà lan thẳm các bạn, không biết chở gì luôn. Đây là một chiếc xà lan khổng nha, là
làm có mái che rất là đẹp. Chở gì các bạn, quá dài. Xà lan ở đây toàn xà lan khủng nha. Nó đang đi ngang cảng Cát Lái các bạn. Đây là Hansa Hanbus. Đây là Hansa Hanbus, một con tàu container được đóng 2008 và 14 năm trước và đang hoạt động dưới cờ của Liberia các bạn. Sức chở của Hansa này là 1.740 TEU và mớn nước hiện giờ của nó là 8,6 m. Đây là một chiếc tàu có chiều dài 175 m nha, chiều rộng là 27,4 m và nó chở được 23.350 tấn các bạn. Ở phía trên container này mình thấy là nó chở một chiếc cano nữa nè. Đây là cái container không có máy nha các bạn, một cái loại container không có máy để các cái mặt hàng đặc biệt mà nó cồng kềnh các bạn, không thể mà lắp máy được. Hansa Hanbus đang vào cảng nha. Đây tiếp tục là một chiếc tàu container đi dưới cờ của Liberia và nó có chiều dài 175 m các bạn ơi. Container mình đếm trên chiếc Hansa này là 10 dãy nha. Bề ngang tầm khoảng 12 cong các bạn. Bề dài là khoảng 10 cong. Và chiều cao nó chắc là trung bình là 4 tầng nha. Còn dưới hầm nữa các bạn. Các thủy thủ đang kéo dây lên nha các bạn. Chiếc tăng cảng A2 đang mới thay cọng dây mới, cọng dây màu xanh và nó to hơn cọng dây màu trắng cũ luôn. Cọng dây màu trắng cũ được báo cáo là chịu tải được 40 tấn các bạn, chiếc màu xanh này có thể là chịu tải cao hơn nha.
giờ nó đang chạy rất chậm để cập bến. Bây giờ các cái con tàu nó đậu các cái bến nó muốn hết luôn rồi. Đây là một trong những cảng tấp nập nhất của Việt Nam các bạn. Cảng Cát Lái, một trong 5 cảng lớn của Việt Nam nha. Những con tàu vào sông thì không được lớn cho lắm, mấn nước không được qua 12 mét các bạn. Và nó bắt buộc những con tàu dài nhất chỉ là 222 mét thôi. Đây tiếp tục là Bethmy Lodi. Một con tàu hạ thủy năm 2008 và 14 năm trước nha. Và tiếp tục là một con tàu đi dưới cờ của Liberia. Chiếc này chở được 2.700 TEU các bạn. Hơn chiếc Hansa hồi nãy tới 1.000 TEU là. Và trọng tải nó là 38.000 tấn. Đây là chiếc tàu dài 215,45 m và chiều rộng gần 30 m. Đây là chiếc tàu rất dài các bạn. 215 m. Những con tàu đi vào sông với chiều dài 215 m rất là khó khăn nha. Thì là con tàu rất là khủng các bạn. Quá đẹp.